Pù Luông không chỉ là điểm du lịch khám phá lý tưởng để du khách trở về với thiên nhiên, đắm chìm trong bầu không khí trong lành, thuần khiết, tham gia những môn thể thao ngoài trời. Pù Luông còn là điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế trải nghiệm các dịch vụ lưu trú độc lạ giữa hoang sơ núi rừng như Pù Luông Natura, Pù Luông Eco Garden, Pù Luông Retreat. Bên cạnh các resort được thiết kế theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống và các bungalow gần gũi với thiên nhiên mang đến cảm nhận yên bình, mộc mạc. Một điểm nhấn trong tổng thể không gian kiến trúc chính là bể bơi vô cực, điểm check-in tuyệt đẹp dành cho du khách. Bể bơi tại các resort ở Pù Luông được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại với hướng chính nhìn ra các thửa ruộng bậc thang, lưng tựa vào núi. Nước bể luôn trong xanh giúp du khách có thể thoải mái tận hưởng làn nước mát vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.